Chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm cao cấp mới mà nó rất là đang hot trên thị trường, đó là cái dòng serum collagen tươi Tiana của mỹ phẩm cao cấp Tiana. Cái dòng mỹ phẩm này thì nó có sự khác biệt rất lớn so với dòng mỹ phẩm khác của Nga, đó là nó là cái dòng mỹ phẩm chuyên nghiệp dành cho spa tại nhà đấy. Đó là và cái dòng mỹ phẩm này ấy, nó không phải được sản xuất ở Nga, mặc dù nó sử dụng những cái nguyên liệu thiên nhiên tại Nga, nhưng mà nó không được sử dụng, nó không sản xuất tại Nga mà nó sử dụng công nghệ sản xuất tại các nước Pháp và Italia. Nó kết hợp với lại các thành phần như là muối biển chết ấy, ở các khu vực khác trên thế giới để tạo nên một cái dòng mỹ phẩm này. Thì nếu mà nói về cái dòng collagen tươi này thì nó có tác dụng, đó là cải thiện và phục hồi làn da. Đầu tiên nó sẽ phục hồi làn da này. Nó có rất nhiều dòng, nhưng mà bên mình thì có 3 dòng chủ đạo, đó là dòng trị mụn này, dòng chống lão hóa và dòng dưỡng trắng da, dưỡng trắng sáng da đấy. Thì cái dòng trước mặt mình đây đó là cái dòng dưỡng trắng da này. Nó có thành phần chủ đạo mà bạn có thể nhìn thấy trên ngoài vỏ hộp, đó là vitamin C từ chanh này và khoáng chất này. Những cái thành phần này thì là những thành phần tốt nhất để mà có thể dưỡng cho bạn một làn da trắng sáng và tự nhiên. Thì đầu tiên ấy, cái hoạt động của nó đó là nó sẽ phục hồi làn da. Ví dụ như bạn có làn da khô này, da dầu này, da thường, da hỗn hợp, nó sẽ phục hồi lại cái độ ban đầu, cái sắc thái ban đầu của làn da. Và sau đó thì làm mời các vết nám, vết thâm này, vết mụn này và làm sáng da này. Thường thường trong cái hoạt động của nó ấy, diễn ra trong vòng 10 đến 14 ngày. Sau 10 đến 14 ngày là bạn đã thấy ngay kết quả của nó. Nhưng đây không phải là cái dòng mỹ phẩm có thành phần hóa học độc hại, mà các thành phần của nó đều là những cái thành phần từ thiên nhiên, rất là an toàn cho dù bạn sử dụng. Và sau khi sử dụng, cái kết quả đạt được nó vẫn là bảo toàn, chứ nó không bị mất đi. Trừ trường hợp là nếu như mà bạn, tất nhiên là nếu mà sử dụng thường xuyên thì da bạn sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà bạn ngừng sử dụng thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì đến làn da cả. Nhưng mà do yếu tố môi trường này, do nguồn ăn thức uống, rồi là do tất cả các yếu tố khác, nó cũng có thể làm hại da bạn đi. Và vì thế mà một lời khuyên đó là lên tiếp tục sử dụng nó. Thì đây là mình cũng có thể giới thiệu cho bạn biết là mình mở một hộp ra, trong đây một cái hộp này, trong đây nó sẽ có 10 ống nhỏ này. Mỗi ống nhỏ này ấy, thì nó sẽ có 2 ml collagen tươi này. Đấy, trong cái 2 ml này thì trong một cái ống nhỏ này thì nó được thiết kế rất là đảm bảo tính an toàn rất là cao. Và ngay kể cả bảo quản này, ví dụ như là nó được bọc một bên ngoài một cái lớp kim loại để có thể bảo vệ, bên trong là lớp một cái lớp cao su để tránh cho cái không khí và có thể xâm nhập vào bên trong và làm ảnh hưởng là oxy hóa các chất dưỡng chất tinh chất ở bên trong này. Thì một cái ống như này có thể sử dụng theo như nhà sản xuất nói thì là có thể sử dụng trong vòng 3 ngày, nhưng mà mình đã sử dụng thì mình cứ sử dụng được 1 tuần. Có thể là do là da mặt của mình thì mình có khuôn mặt nhỏ hơn chẳng hạn. Thế thì trước khi sử dụng ấy, thì bạn cũng phải là bóc cắt cái vỏ bọc kim loại này đi này. Thì cái vỏ bọc kim loại này nó rất là chắc, mình phải dùng đến kéo để có thể là cắt nó ra được. Thì các bạn chờ một chút, mình sẽ cắt cho các bạn. Nói chung là cái mỹ phẩm collagen này thì thực sự là nó được đánh giá rất là cao. Đấy, bạn cắt cái nút bảo vệ này ra. Cái nắp bảo vệ này nó cũng hơi là chặt, rất là chặt. Nó giống như một cái nắp bảo vệ rất là an toàn, chắc chắn.
Và sau khi bóc thì các bạn thấy bên trong nó là một cái nút cao su này, để nó có tác dụng giữ cho sản phẩm được bảo quản tốt hơn này. Và như bạn thấy đây, cái dòng này cách sử dụng của nó thì các bạn chỉ cần là làm sạch da mặt, đúng không, làm sạch da mặt, sau đó thì bạn bôi một lớp mỏng lên, bôi một lớp rất là mỏng lên đây, các bạn có thể nhìn thấy cái độ của serum này, bôi một lớp rất là mỏng lên, và cái loại này nó hấp thụ rất là nhanh trên da ấy, nó hấp thụ rất là nhanh. Thế và đó thì nó hấp thụ nhanh. Cái cách sử dụng của nó có mùi, một cái mùi đó là mùi hương quế, hương quế hồi, mình không nhầm, nó là một cái mùi hương quế hồi, và nó cũng có tác dụng thư giãn rất là tốt. Thường thường thì bạn có thể dùng kết hợp nó với lại kem dưỡng, hoặc là dùng nó dùng một mình nó cũng được. Thường thường thì đó là thói quen của mình, thì mình cũng hay dùng nó kết hợp với lại kem dưỡng da, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải dùng đến kem dưỡng. Và như trong cái trang website của mình ấy, thì mình cũng có giới thiệu đó là cái kết quả của nó đạt được, đó là nó có thể là làm mờ vết nám này, tàn nhang này, và đồng đều cái sắc tố da này, và thực sự là nó đạt được cái kết quả như vậy. Cho nên là cái dòng sản phẩm này là người ta dùng rất là nhiều trong thẩm mỹ viện làm đẹp ở Nga, và đặc biệt là trước đây thì nó không được bán ra ngoài, và sau này thì người ta mới bán trên các kệ sản phẩm để cho người tiêu dùng ấy, người ta cũng có thể là được sử dụng nó tại nhà. Và mình cũng hy vọng là các bạn cũng thử nó, bởi vì thực tế là giá thành của nó không đắt, để đạt được một cái làn da tốt ấy, thì mình nghĩ là đây là một cái sản phẩm giá rẻ mà lại an toàn, không gây kích ứng, bởi thành phần của nó chỉ là chiết xuất từ thiên nhiên, và nó được sản xuất theo công nghệ cao cấp nhất của Pháp. Nó sản xuất tại Pháp chứ không phải sản xuất tại Nga. Nó chỉ sử dụng các thành phần thực vật của vùng sinh thái Nga, bởi vì ở Nga có một cái vùng sinh thái rất là